Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Ma Đói Rửa Hận trên kênh Chuyện Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng kèn tàu ỉ ôi vọng ra từ một căn nhà tranh nằm ở đầu Gò Đống. Theo cơn gió xe sắt thổi sộc vào, len lỏi qua từng ngóc ngách, phương hình chung biến không khí quanh đằng yên hạ rơi vào một cảnh ảm đạm. Thanh âm mu uất ấy lại nhằm đúng buổi chiều tà, khiến cho khung cảnh của đằng quê vốn ảm đạm nay lại càng quạnh quẽ. Trong cái quạnh quẽ tiêu điều ấy lại nhốm lên một cảm giác u ám đến độ rợn rợn, hệt như là trong từng luồng gió đều chất chứa tử khí. Tại đám ma của cụ Tuất, dân trong làng đều tụ tập rất đông. Cụ Tuất năm nay đang ngoài bát tuần, là một quan tổng đốc về hưu. Sinh thời cụ là người hiền lương, tính cách chính trực, hay giang tay giúp đỡ người cô thế. Thành ra là khi nghe tin cụ mất sau cơn bạo bệnh, chẳng những bà con lối xóm dân quanh vùng, mà ngay cả đám quan lại từ kinh thành xa xôi cũng ngựa xe võng lậm, cả phướn dập trời về làng phúng điếu. Đám này dạo còn cư hàn đều là học trò của cụ Tuất, thành ra khi có mặt tại làng, con cháu của Tuất cũng được một phen mắt mặt. Trong khi đám ma vẫn diễn ra như bình thường, thì ngay ngoài cổng có mấy bóng đen đứng ở đó chầu trực. Đám ấy mặc đồ tối màu, lặng lẽ đứng không hàng lối, mắt đăm đăm nhìn vào trong mâm cúng. Già trẻ lớn bé như là tính ra lớn lên đến hơn chục mạng. Quan khách đến viếng đám ma hầu như không để ý đến đám này. Nay đúng ra là không thể nhìn thấy. Bởi lẽ đó là một đám ma đói đến chầu trực xin ăn. Kẻ thì nát bét nửa khuôn mặt, quanh hàm xệ ra còn dính một ít da, lủng lẳng nom rất kinh dị. Có kẻ lại toàn thân phồng rộp, da rẻ nắm đen hệt như xác chết cháy. Có kẻ thì da rẻ xanh bụng như là người chết trôi sông. Có đứa bé đỏ hòn, bụng còn nguyên dây rốn, đang bò lồm ngồm dưới đất. Lại có cả bóng của đàn bà bụng trở vượt mặt, cô còn quấn nguyên một sợi dây thầm lặng. Đứng chầu trực ở bên ngoài, nghẹn cổ hít mùi khói nhang. Chợt một con ma của Trần chép miệng rồi lên tiếng: "Đâu là nhà giàu chúng mày nhỉ? Đám ma to thật đấy. Hồi còn sống đám ma này khéo cũng gần đám ma của tao." Nghe con ma già mặt mày hóp lại, hàm răng ám khói thuốc, cái mất cái còn, đám ma kia lúc này cũng nhao nhao: "Quan bác đừng có mà bốc phét. Mẹ kiếp, đám ma của quan bác to thế này, việc gì phải vạ vật xin đây? Rõ là hóa ra ma của sĩ diện." Con ma của Chân cười lớn, mặt mày trưng cháo không còn tí liêm sỉ. Một đàn bà trong đám ma đói xoa bụng rồi thở dài: "Sống dầu đèn, chết kèn trống. Nhà cô này làm đám ma lớn lẽ dĩ nhiên. Cô ấy sinh thời tạo bao nhiêu phúc phận, thành ra khi chết là dương thọ đã tận. Phong linh xuống cõi âm nhất định sẽ được phán công và thọ vào cõi trời. Chả như chúng ta, toàn cảnh chết oan chết ức, cho nên cứ phiêu giạt giữa hai cõi. Xuống âm cũng chẳng được mà cõi dương trần cũng chẳng xong." Một gã trai đinh mặt mày xồm xoàm râu dở giọng đạo lý: "Thôi, thêm đừng có mà ước ao. Đến lúc thọ xong nghiệp, quỷ sai lên bắt xuống âm tào rồi khảo tội. Khi đó có mà đọa vào súc sanh chả biết chừng. Tôi thấy như thế nó lại hóa hay. Mình gà ăn què quẩn cối say, đói một tí cứ như mặt thoải mái. Sống làm kiếp châu chó để đám ác bá nó hành cho. Chết rồi xuống dưới chắc gì đã yên thân. Chả bằng cứ như vậy, cứ nhà nào đám ma hay là dỗ kỵ, mình tới hưởng chút độc rơi vãi thì lại ấm thân." Một đám khác lúc này nhao nhao lên rồi bảo: "Quan bác nó chi phải." Đang bàn tán rì rầm thì một con ma mặc đồ túi màu chợt trò tay vào rồi thốt lên: "Người nhà mang mâm cúng ra hóa vàng cái kia." Đám ma đói thế vậy thì ùn ùn chen nhau lao tới. Tục lệ của làng Yên Hạ có từ ngàn đời, hễ trong nhà có người mất mà xác chưa đem ra đồng chôn. Trong những ngày ấy, cứ đúng giờ Dậu nhằm 5 giờ chiều, con cháu ở trong nhà bưng một mâm gạo muối và một nắm nhang, đưa ra một khoảng đất gần nhà và đốt lên. Người làng Yên Hạ coi đó là cách cúng ma đói,
để đám cô hồn dã quỷ không vào nhà phá phách. Sau khi nắm hương đã cháy hết, gia chủ phải đem mâm gạo muối đó hất hết xuống ao, như là hàm ý hóa vàng cho người khuất mặt, tuyệt đối không được đem vào nhà vì tránh rước điểm xui. Vì vậy cho nên ngay khi thấy người cháu dâu của cụ Tuất bừng mầm đổ cúng, đám ma đói đã chầu trực bu quanh, kẻ nào kẻ nấy lẻ lưỡi, nhớt nhãi nhỏ tong tăm, hai mắt trợn lên bộ dạng nom đầy quái gở. Người cháu dâu của cụ Tuất năm nay mới tròn đôi mươi, mới về làm dâu nhà này non 3 tháng thì cụ Tuất vãng sanh. Người cháu dâu này là kẻ hiền lương, ngặt nỗi lại là người rất yếu bóng vía. Nhưng vì mẹ chồng sai đem mâm gạo muối đem đi cúng mà đói, thành ra là thị cũng cắn răng làm theo, dù trong lòng hơi rậm rột vì trời đương dần tối. Đặt mâm lễ lên một khoảng đất sắt cạnh bờ ao, thị run rẩy móc ra nắm nhang rồi châm vào ngọn đèn dầu. Nắm nhang bắt lửa cháy đỏ, phực lên như một bó đuốc, xoay tỏ mười mấy gương mặt ma đói bao quanh. Nhưng vì là người trần mắt thịt cho nên thị không nhìn thấy. Dẫu vậy một mình ở đây giờ này cho nên thị cũng cảm thấy rợn rợn. Về phần đám ma đói tuy bụng dạ cồn cào vì đói khát, sau đám này xem ra cũng rất đàng hoàng. Kẻ nào kẻ nấy đều cố gắng kìm cơn đói lại, xếp thành một vòng tròn và chờ đợi. Đột nhiên một con ma đói còn khá trẻ, vì không kìm được thành ra nghẹn mặt hít lấy khói nhang. Thế thằng này mới nhập bọn mà không biết trước biết sau. Con ma già túm cổ của nó và cho mấy cái rồi trừng mắt. Bà bố nhà mày chứ, nhà phải có lớn có bé, mới nhập bọn mà tính ăn trên đầu trên cổ chúng tao hả? Cái thứ lếu láo vụ phép. Chờ cho người cháu dâu của Tuất phải sang xong, đám lửa ban nãy giờ hóa thành một làn khói mầm. Con ma già mới chắp tay lạ lễ. Người cháu dâu của cụ Tuất thắp xong nén nhang cũng vội vã trở vào nhà. Lúc này con ma trong bộ dạng đứa trẻ sơ sinh mới ngước mặt lên rồi hỏi: Cụ Thìn ơi, ăn được chưa? Cháu đói lắm, để nhang khói bay đi thì uổng quá. Đến lúc này con ma già và đám kia rất kính trọng mới khẽ gật đầu. Vậy là đám ma đói bắt đầu ngồi quanh mâm cúng, hít lấy hít để khói nhang và thi nhau hít gạo hít muối. Đang ăn, một con ma đói với cái đầu rụng hẳn ra, đang đặt giữa hai tay cứ dí vào đĩa muối và chép miệng liên tục mới ngừng. Con ma đói bụng chửa thấy như vậy thì mới mách lẻo: Các ông à, cái thằng cụt đầu này nó chép miệng mấy cái liền mới ngừng đấy, rõ là cái thứ tham ăn tục uống. Thế vậy con ma già liền mắng: Cứ để cho nó ăn mặn cho nó khát nước chết. Con ma bụng chửa liền sừng sốt: Nó chả chết rồi còn gì. Ở thì cho nó chết thêm một lần nữa. Thế mày có ăn không? Nhanh không hết phần bây giờ, ở đó mà ý kiến y cỏ, lâu lắm rồi mới được bữa cỗ. Bắng đi một khắc sau, sau khi nhang tắt và người cháu dâu cụ Tuất đem mầm cúng ngất xuống ao, đám ma đói cũng lặng lặng kéo nhau bỏ đi. Khi mà trời đã ngả sang sắc mờ tối, trên con đường âm u dẫn ra ngôi miếu thờ âm bỏ hoang, mười mấy bóng ma vật vờ lướt đi bên nhau, lâu lắm mới được một bữa no, thành ra đám ấy tỏ ra sung sướng lắm. Cái miếu thờ âm nằm gạnh gốc cây bồ đề, là nơi dân làng Yên Hạ dựng lên để thờ cô hồn dã quỷ, là nơi nương nhờ của những vong linh chết oan. Nhưng mà độ mấy năm gần đây hương khói đã nhạt dần. Đang xăm xăm đi lại miếu, đột nhiên một con ma thất cổ chợt khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào miếu rồi thốt lên: Cụ Thìn ơi, trong miếu có con ma lạ đấy. Nghe lời đó cả đám nhao nhao nhìn vào trong miếu, rồi lại quay sang nhìn con ma già nhất. Cụ Thìn chết năm 70 tuổi, tứ cố vô thân, không họ hàng quyến thuộc, chết không kèn không trống, không thầy chùa đưa linh, cho nên vạ vận ở chốn này đã lâu. Trong số mười mấy cô hồn, cụ là người được trọng vọng nhất, và đám ma đói này nhất nhất đều nghe theo lời của cụ. Nghe lời bẩm tấu, cụ Thìn lúc này nanh nọc bảo: Đi theo tao vào miếu xem đứa nào dám chiếm nhà của mình. Mình là ma cũ, nó là ma mới, quân của mình lại đông thế này thì sợ gì nó. Nói rồi cụ đùn đẩy cho hai con ma trẻ đi trước. Nhìn bộ dạng hèn hạ đã chết rồi còn sợ của cụ, mà hai con ma trẻ chán chẳng buồn nói. Cả đám xăm xăm tiến vào. Mới vào trong miếu, một con ma cụt giò chợt cất tiếng thè thé: Con kia, mày là ma chỗ nào dám vào nhà của chúng tao? Đã xin phép ai chưa?
Trong góc miếu một con ma nữ độ tầm 12 tuổi, mặt mũi xanh xao, co ro lại với nét hoảng sợ không sao che giấu. Thế đám ma cũ sồng sồng vây quanh, con ma trẻ này khiếp đảm quỳ xuống rồi khóc lóc. Đúng là trần sao âm vậy. Thế con ma nữ này còn ít tuổi lại bày ra một nét sợ sệt. Phong hồn của Thìn vội lệnh cho đám ma đói quanh mình giãn ra. Cô tiến lại gần vong hồn đang quỳ dưới đất rồi bảo: "Mày là vong ở đâu tới? Sao lại vào nhà này mà ở? Có biết là đất có thổ công sông qua hà bá, miếu hoang thì cũng có địa bàn rõ. Ma làng nào thì ngự ở miếu làng đó. Thế mày ở đâu dạt đến đây?" Hồn ma nữ bé nhỏ cất tiếng khóc rồi đoạn thưa bẩm: "Thưa cụ, thưa các vị, hồi còn sống cháu tiên tục là Mít, cháu là hầu gái của nhà chính tổng làng Nhậm Hà. Cháu mới chết cách đây chưa lâu, đúng ra là tầm giờ tí canh ba đêm qua." Hồn ma của cụ Thìn ồ lên rồi gặng hỏi: "Mày làm sao mà chết? Rồi không được cả chôn cất vật thờ cúng hay sao mà linh hồn vạo vật lang thang như vậy?" Nghe câu hỏi này, phong hồn của Mít chợt run lên bần bật. Nó khiếp đảm dùng mình, gương mặt vặn vẹo để lộ ra một thần sắc đầy đau đớn và cái đầu bị toác ra đầm đuôi. Máu và dịch óc không ngừng rỉ ra, thấm đẫm một khoảng áo. Thế bộ dạng đó người thường sớm đã vỡ tim mà chết. Thế nhưng với đám ma đói này thì cảnh này sớm đã quen. Đúng ra là chẳng làm cho chúng sợ. Hồn ma cụ Thìn chấp miệng lặp lại câu hỏi ban nãy: "Mày cứ hóa ra mặt của mày đứa còn sống đi. Mày ra cái bộ dạng khổ sở như vậy làm gì? Thì làm sao mà chết? Rồi không được chôn cất hay sao mà linh hồn còn vạ vật lang thang?" Con Mít ôm mặt rồi khóc. Mấy giây sau nó rùng mình đáp bằng giọng âm vang: "Cho bị lão chính tổng đằng bên đập chết. Đau đớn lắm, khổ sở lắm." Cả đám mà đói nhau nhau nhìn nhau. Cô lúc này sừng sốt ra mặt rồi đoạn bảo: "Hầu hết hồn ma trong miếu này đều chết đường chết chợ, hoặc là phấn uất quá tự tử cho xong đời, chứ chẳng ai chết vì bị giết cả. Thế cớ sự làm sao?" Hồn ma còn biết ngồi co ro bó gối, nó ngước mắt hãi hùng nhìn cả đám. Phải mất một lúc lâu sau thì lúc này nó mới chợt nói: "Xin các cụ, các bác cứu chị cháu với." Đám ma đói lại xôn xao. Một vong hồn trẻ con cất tiếng: "Thế thì chị mày làm sao? Còn sống hay đã chết?" Con biết rụng rời hồn ví, toàn thân đột nhiên ướt sũng nước. Nó vò đầu bứt tai rồi tiếp tục: "Chết, chị cháu chết rồi các bác." Hồn ma bụng chửa hoài nghi, vừa xoa bụng vừa gặng hỏi: "Thế chị mày chết rồi thì vong đi đâu? Sao không có đi theo mày? Mày chết rồi thì sao phải cứu nó?" Con Mít bấu lấy bàn chân xương phủ của vong hồn bụng chửa rồi bảo: "Chị cháu bị ông Chánh giết, sẽ còn chôn sâu vườn. Vì yểm đảo cho nên vong linh không thoát ra được. Xin mọi người hãy cứu chị cháu." Cô Thìn sừng sốt ra mặt. Cô lệnh cho đám ma đói dìu vong hồn con Mít lại gần, rồi hỏi rõ sự tình. Con Mít thẫn thờ dõi gương mặt vong hồn ra ngoài không gian mở trăng, đoàn thuật lại toàn bộ nguồn cơn của sự tình. Ba năm trước, trên cao không, cơn nắng tháng 6 gắt gỏng, bỏng rát đang chụp xuống làng Nhậm Hà. Hơi nước dưới đồng bốc lên, nóng như là hơi trong đỏ bánh ngấp của con mụ bồi ở cây quán nước đầu làng mỗi sáng. Những con cua chửa và những con rắn nước chịu không nổi sức nóng của nước, rồi nhau bỏ lên mặt đường và núp vào các khóm cỏ. Bên trên con đường bụi mù dẫn sang nhà chính tổng Bân, bóng của một cô gái đầu quấn khăn tang, thân mặc bộ quần áo bạc màu, đang thất thểu đi từng bước nặng nhọc. Nhờ sự che chở của chiếc nón sách, gương mặt đượm buồn cũng như dịu được phần nào. Lê Trần đi thêm một đoạn, căn nhà năm gian sừng sững, mái ngói vểnh lên với tường rào đá ong của gia đình ông Chánh đã đổ ra trước mắt. Mặt trời dần đứng bóng, châu bò lũ lượt thở từng cơn hồng hộc cùng với đám thợ cày ở ngoài đồng trở về. Thập thò ở ngoài cổng, bóng của người đàn bà đảo mắt ngó nhìn vào bên trong, khi mà cái nón mê rách tả tơi đã trễ ra sau lưng. Trong cái sân gạch rộng thênh thang không có một điểm bóng râm, đàn tim bồ câu đang chồng mông mổ lên nong đỗ, không có người nào qua lại. Đánh bảo người đàn bà dựa bước tiến thẳng vào trong sân. Nhắc thấy bóng người đi vào bên trong, con chó giữ cột ở gốc cây cao sát con đường trải sỏi chợt sủa lên ông ầm. Bị giật mình bởi tiếng chó, người đàn bà khiếp hãi ngồi phịch xuống, vừa vung cái nón xua đuổi vừa kêu:
Trong nhà có tiếng thét the thé, nghe rõ là tiếng đàn bà. Mẹ tin sự cái đứa nào chui cháu ngoài đó hả? Trời đánh tránh mới ngăn. Bà thì bà găng mồm mày ra bây giờ. Nghe tiếng thét quen tay ấy, người đàn bà nhận ra ngay đó là tiếng của bà Tránh Bân. Ngước nhìn vào bên trong đoán chừng vợ chồng ông Tránh đang ăn cơm chiều. Nghe tiếng hét của chủ, một chị làm bếp lật đật đi ra. Chị bếp xùy xùy con chó rồi thương tình hỏi: nhà con Na đấy hả? Không ở nhà lo tăng ma cho bu, còn sang đây làm gì? Nghe tiếng của chị bếp hỏi, Na chống tay đứng dậy. Cô ngã ban nãy vô tình làm cô quẹt phải miếng đá sắc nhọn, máu rỉ ra lúc nào không hay. Khẽ buông tiếng thở dài nặng nề, Na nước khuôn mặt u sầu nhìn chị bếp rồi nhỏ giọng: em sang đây cũng vì sự ấy, xin chị cho em vào gặp ông bà. Chị bếp gật đầu rồi hối Na đi theo. Đi đến hàng hiên, Na rụt rè, đoạn cắn răng núp hẳn vào bên trong. Còn lại ông bà, hai ông bà đang xơi cơm đấy hả? Mày mù hay sao mà không có thấy? Sang đây tính vay mượn có phải không? Ông Tránh đặt bát cơm xuống mâm, vừa nhanh nhồm nhòm vừa bảo: mày không ở nhà nó lo tăng ma cho bu mày, còn vác cái mặt sang đây làm gì? Na lúc này sụt sịt đáp: lạy ông, con sang đây là cũng vì việc ấy. Mỗi Tránh đưa mắt ra hiệu cho chồng rồi bảo: cứ ngồi đó, trời đánh tránh miếng ăn. Ông Tránh như hiểu ý của vợ, cứ việc chăn chăn gấp gấp, không nói không rằng. Ngồi bệt dưới nền nhà, Na âu sầu đưa mắt quan sát một lượt. Rồi là người cùng làng, nhưng đây là lần đầu tiên Na đặt chân vào trong gian nhà chính của gia đình Tránh Tầm. Cũng là lần đầu tiên cô được trông thấy cảnh tượng của đám chức cao quyền trọng trong làng. Bao nhiêu sự giàu có được bày ra, nào là bàn thờ với đầy ắp lễ cúng, chấm nhang cuộn thành tầng, nào là đôi hoành phi câu đối sắt vàng, nào là tủ rượu quý hiếm, ngâm đủ thứ trên trời dưới đất, nào là sập gụ tủ chè. Đang mải ngắm nhìn thì cô Tránh lúc này liền hắng giọng rồi bảo: sao hả? Phải mượn phải không? Nghe tiếng hỏi kể cả ấy, Na sực tỉnh hẳn, quỳ ẩn đền nhà, Na sụt sịt rồi thưa bẩm: dạ bẩm bà, bố còn mất được 2 ngày rồi, chị em con chưa có tiền mua cho bu cỗ ván quản thay, nên còn đánh bảo sang hỏi vay ông bà bác quan để còn mua áo cho bu con an táng. Xin ông bà thương xót con. Mùa Tránh lúc này xúc miệng ủng ục, nhổ tuẹt xuống nền nhà rồi gườm gườm rồi bảo: chẳng thương với xót cái gì cả, thương mày thì ai thương vợ chồng tao, có gì thế chấp hay là bán để tao đưa tiền cho xanh chín rõ ràng. Na lúc này liền thẽ thọt: dạ bẩm bà, chị em con có căn nhà, xin sang lại văn tự cho ông bà thay cho tiền mua quan tài chôn cha táng mẹ. Mùa Tránh lúc này trong mày ngẫm nghĩ rồi rung chân đáp: khỏi đi, cái mảnh đất ở nơi Khỉ Go Cỏ Gáy nhà mày đó, có cho tao tao cũng chẳng thèm. Đất đai nhà bà không có thiếu, có ở 4 đời cũng chẳng hết. Bây giờ tao tính thế này, nhà tao đang thiếu 2 đứa ở, nếu mà 2 chị em của mày sang đi ở đỡ, kỳ hạn trong 3 năm tất tao xóa nợ, thuận tình thì về đưa nhau sang đây, còn không thì xéo. Na sừng sút ra mặt, nhưng nghĩ đến cái xác đã quản trong nhà 2 ngày chưa có quan tài để chôn thay. Cả đời mẹ của cô sống trong cơ cực, nay bảo cô quấn manh chiếu đem mẹ đi chôn thì sao mà đành lòng. Đắn đo một lúc, Na cũng đành đau đớn chấp nhận. Mở Tránh thò tay vào trong cái chậu thau đồng mà con Sen vừa bưng lên, một đưa tay vuốt lên mép rồi thủng thẳng đáp: được, mày ở lại làm khế ước bán thân với ông đi. Nói rồi một bước ra khỏi sập, đi thẳng ra hậu viên. Sau khi mà điểm chỉ vào văn tự bán thân, Na cầm theo 3 đồng và thất thểu đi về. 49 ngày sau, mùi nhang trầm khen khét bốc lên từ bát hương lưa thưa chân nhang. Bên trong gian nhà chất bùn, cảnh tượng lạnh lùng đang chiếm trọn không gian. Trên bàn thờ lập vội tấm di ảnh của một người đàn bà độ ngoài tứ tuần, gương mặt gầy gò ngốc hác, 2 hố mắt thâm quầng trũng sâu, viên hàm răng cải mã nhô ra, mấy cầm tóc vén lên không kỹ, lưa thưa rủ xuống hai bên thái dương. Trên tấm di ảnh u buồn đó, một bát khoai luộc còn âm mỉ khói trắng, bên cạnh là một cái bát sứ sứt miệng dùng đựng nước và một bát muối trắng. Bàn thờ sơ sài được kê bằng một tấm ván thôi, bắc lên 2 chồng gạch mộc, càng làm cho cảnh sắc tàn tạ như được nhân lên. Quỳ trước ban thờ tan hoang ấy có 2 cô gái,
Cô chị tên tục là Na, năm nay vừa tròn 18, mặt mũi hiền lành, tóc thể chấm eo, thắt đáy lưng ông và đôi mắt ánh lên một nỗi buồn thầm thầm. Ngồi bên cạnh Na mít mới lên 9 tuổi, thân hình nhỏ thó, tóc màu râu ngu, vì da rẻ đen nhèm. Chắp tay khấn vái theo lời của chị. Để một lát lúc này Na quay sang rồi bảo em. Để cho nhang tàn thì mình xin lộc của bu. Em đói lắm rồi có phải không? Bấm gấu áo của chị gái đứng lên, mít lắc đầu khe khẽ. Ngước lên bàn thờ nhìn đăm đăm vào tấm di ảnh u buồn qua lớp khói nhang. Mít lại ngước nhìn chị gái rồi hỏi nhỏ. Chị à, bu đi đâu rồi mà lâu về vậy? Mấy ngày rồi em chẳng thấy bu đâu cả. Nén tiếng thở dài trong cổ họng, Na đưa tay vuốt tóc cho em rồi giọng nghẹn nghẹn đáp. Bu đi với thầy rồi mít à, bu không về nhà mình nữa đâu. Từ này trở đi chỉ có hai chị em mình rau cháo nương tựa vào nhau mà thôi. Mít lúc này giật nảy. Sao lại như vậy được chứ? Em không có chịu đâu. Chị đưa em đi gặp thầy bu đi. Không có thì chị đón bu về đi hả? Nhìn gương mặt ngây thơ của em gái đang nhỏ nước, Na cũng vô thức tuôn hai dòng lệ. Vợ ôm em gái vào trong lòng đang tính an ủi em vài câu, đột nhiên tiếng chân người nện bình bịch ở ngoài sân. Giật mình nhìn ra Na tái mặt khi nhận thấy chủ nợ của mình, một Chánh Bân cùng hai Gia Nô đang hầm hập xông vào. Nhìn nhắc thấy bóng dáng ục kịch chân đi chữ bát của bộ Chánh, còn bé mít lúc này cũng nín khóc ngay. Nó bấu lấy tay của chị mình nép sát sau lưng của Na với một ánh mắt hoang mang. Một Chánh Bân năm nay 38 tuổi, là vợ thứ ba của lão Chánh. Với bản tính của một kẻ nhẫn tâm và nổi tiếng xảo quyệt, ở cái làng Nhậm Hàn này không ai là không biết tiếng của mụ. Bộ Chánh cậy mình là kẻ có quyền vì dựa hơi trầm, thêm việc trong nhà tiền bạc ức vạn, giàu sang vô số, thành ra mụ tha hồ tác oai tác quái, giữa hàng trăm hộ dân thấp cổ bé ngậm. Kể ra bước trên con đường công danh của lão Chánh Bân cũng mở rộng và thênh thang lắm. Mới đến làng này chưa lâu, bằng sự luồn cúi đút lót vào một cái miệng biết xiểm nịnh, rất nhanh từ vị trí bá hộ, lão Bân được các quan trên nâng vào cái ghế chánh tầm. Không như những kẻ mặt người dạ thú, mượn tiếng là thay mặt dân để xin xỏ việc này việc kia. Ngay khi đặt chân vào chốn quan trường, lão Chánh Bân đều cung cúc tận tụy hầu quan. Cái đức không thèm biết chữ của ông hơn hẳn cái tay chánh tổng ở các làng khác. Rồi những lão ấy chỉ xuất thân bằng cái nghề lái lợn hay là cai phu. Và cửa quan lão Chánh Bân chọn cách không bàn và không cần nghe ai bàn. Từ ngày giữ chức chánh tổng của đảng Nhậm Hà lại được quan trên tin tưởng, thành ra quyền hành trong làng đều nằm dưới bàn tay của lão Chánh Bân. Khi mà thực quyền đã rơi vào tay, lão Chánh Bân bắt đầu dở quẻ. Gia sản vốn đã kích xù nên lại thêm cái thói bòn rút và đè đầu dân đen, thành ra là cơ nghiệp từ thời tiền nhân nên đã phình ra gấp đôi. Giàu sang nứt phát vậy mà lão Chánh lại là một người cư chỉ, so kè từng đồng xu các bạc. Vậy mà lắm khi ông lại rất hào. Ông ăn bớt từng đồng tiền công của Gia Nô, cho vay lại cắt cổ dân nghèo, nhưng cũng có khi lão Chánh mưu mô rất thoáng. Nhất là trong những dịp Tết cổ truyền, không dịp nào lão quên không bắt chim ngói, gà mái, chó tơ, heo sữa, lại chở theo những thúng gạo tám thơm, những xúc lụa thượng hạng và mấy mâm bạc tìm đến biếu xén cửa quan. Vì rất giỏi nịnh nọt thành ra quan trên càng yêu quý lão hơn. Lão Chánh Bân có đến ba bà vợ, thế nhưng thực quyền trong nhà lão ngoài chỉ có bà vợ ba này. Hai bà vợ trước dù danh chính ngôn thuận vào nhà, thế nhưng kỳ thật lại chẳng có tiếng nói. Tay hòm chìa khóa công trong việc ngoài, nhất nhất đến dưới đều phải thông qua bà ba. Trái với hai vợ trước, từ ngoại hình tới tính cách, trong khi bà cả và bà hai đều thuộc dạng nhan sắc mặn mà, văn chương thơ phú để một bụng và tốt tính hiền lương, thì bà ba này lại một kẻ cùng hung cực ác, xảo quyệt đa đoan, không từ bất cứ một thủ đoạn nào để bóc lột ăn xương uống máu của dân nghèo. Trong nhà đã như vậy, ngoài đường bà Chánh này coi người ta rít tầm con mắt. Thế bạc ác ấy diễn ra ngay cả với những hành động và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Khỏi phải nói dân trong làng Nhậm Hà này ai cũng hận bà Chánh lắm. Thế nhưng phần áo vải cùng đinh còn sâu cái kiến, có cho thêm tiền cũng đố đứa nào dám thái độ ngoài mặt.
Đỉnh điểm phải kể đến lần tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thìn. Trong làng cung đổ báu vì quá phẫn uất trước cảnh lộng hành của vợ chồng Mộ Chánh. Trong một cuộc nhậu với đám cùng đinh, ông bực mình đọc to bài thơ: của công thằng sới đứa đào, đứa trên thằng dưới chỗ nào cũng ăn. Sâu dân một nước càng tăng, tổ cha cái đám lăng quăng chúng mày. Phá tan cái đất nước này cũng do con biểu thằng Bân mà thành. Mới nghe bài thơ ấy, đám người có mặt trong đám nhậu tái mặt vội lên tiếng: chết thật đó, ông đồ say quá rồi nói càn. Đến tai cổng Chánh Bân với bà Chánh Biểu là chết vì vạ miệng đấy. Thế nhưng ông đồ phần vì say rượu, phần vì căm tức thói để đầu cưỡi cổ dân đen của vợ chồng lão Chánh, cho nên càng giống cổ lên để đọc. Sự đến tai vợ chồng Mộ Chánh, ngày sáng hôm sau người ta thấy ông đổ chết treo cổ ở gốc đa đầu làng. Cái chết ấy như một lời khẳng định đanh thép, khiến dân làng Nhậm Hà sợ đến mất cả mặt. Quay trở lại thực tại lúc ấy, mới nhắc thấy bóng của Mụ Chánh cùng hai gian nô sòng sòng đi vào. Hai chị em của Na đã sợ mất mật, khẽ gắng đi vào bên trong. Mụ Chánh ngồi phịch xuống ghế, chân bắt chữ ngũ với điệu bộ kẻ cả. Chưa để cho chị em của Na kịp lên tiếng, Mụ Chánh liếc xéo một chập rồi nhổ tuyệt bãi nước trầu đỏ ối xuống nền nhà, vẫn bằng giọng trịch thượng để kẻ cả: bà sang để tính nốt với chị em mày cái dao kẻo bữa nọ đấy. Mới nhắc đến điều ấy, Na giật mình rồi lắp bắp: lạy bà nói vậy là sao à? Chả phải ông Chánh bảo là sau cái lễ 100 ngày chị em con mới sang ở đợi cho nhà bà? Chả có cái 100 ngày nào cả. Mày bán thân cho bà lấy 3 quan tiền chôn cha táng mẹ mày. Bây giờ nhà bà đang cần người làm, chứ mày chuẩn bị khăn gói đi ngay hôm nay. Nhanh lên để mà chậm việc nhà bà đó, bà đánh chết bỏ. Sẽ không để cho chị em của Na lên tiếng, Mộ Chánh đã dở giọng hạch sách: ông đã giao hẹn với chúng mày thế nào thì bà không có biết. Bà chỉ biết là thời gian của nhà bà là vàng là bạc, hơi đâu mà ngồi chờ chúng mày hả? Bà này chú hàng xóm đáng riêng nên cho chúng mày cơm cúng đủ 49 ngày. Nay kỳ hạn đã hết rồi, bà phải nọc cổ chúng mày về làm con ở. Chứ đúng ra là chiếu theo văn tự đó, chị em chúng mày phải sang gá thân từ sau cái đám chôn ấy. Nghe những lời nanh nọc đầy nhẫn tâm này, Na vô thức tái mét cả mặt mày, quỳ mọp xuống ôm chân Mụ Chánh rồi lục lạy: còn lại bà, bố còn sống đã khổ, nay chết xuống dưới âm lại không được cúng cơm đủ 100 ngày, con sợ bu con sao hóa thành ma đói. Con lại bà thương tình cho bu con, cho chị em con, xin bà cho chị em con ở nhà cúng cơm đủ 100 ngày, sau đó không cần phiền bà sang đây, chúng con tự khắc khăn gói sang đó. Còn lại bà, xin bà để lại chút ơn đức, con xin cắn cỏ ngậm vành con lại bà. Nghe những lời đứt ruột đứt gan ấy, Mụ Chánh chẳng những không mùi lầm, ngược lại một con nghiến răng trẻ treo. Mụ vung chân đạp Na ngã chồng vó ra nền nhà, Mụ hầm hầm sắc mặt rồi rít lên: chả cha cái con đĩ mất dạy này, cái lúc bố mày nằm chết há mồm không có nổi một trinh một cắc để mà mua hòm ván, mày vác mặt đến vay nhà bà 3 quan đem về mua quan tài quản thích của bố mày. Bà vì thương tình cho nên mới cho nhà mày vay, nay mày lại đổi tiếng ác cho bà đấy có phải không hả? Đã thế hôm nay á, bà cũng cạn tàu gió mắng cho mày biết mặt. Chúng mày đâu, đập! Lời vừa nói ra, hai tên gian nô viết hai cây gậy bèn lao tới. Bàn thờ sơ sài được dựng bằng tấm ván thôi bắc ngang hai chồng gạch, qua hai nhát đập đã siêu vẹo. Bát hương bằng sứ cùng tấm di ảnh của người chết văng xuống đất, mảnh sứ vỡ tung, một tiếng xoảng khô khốc vang lên. Bát hương vỡ tan tành, bụi cho tung lên mù mịt. Chưa dừng lại ở đó, Mụ Chánh còn nhẫn tâm đập mấy phát lên di ảnh của người khuất mặt, mồm lúc này liền rít lên: mẹ cha tin sư chúng mày, sống còn chả có cái gì để mà nhét vào mồm, đói nhăn cả răng, chết rồi còn bày đặt cúng với chả cơm. Thế bàn thờ bu mình bị đập tan tành, Na điên tiết rồi gầm lên: mẹ tiên sư lũ ác ôn chúng mày, bố ta còn chưa an lòng đến chín suối, chứ mày dám phá bàn thờ của bố tao nên ta sống chết với chúng mày. Nét rồi Na gạt em của mình ra, khiến cho con mít ngã bổ ngửa, hoảng quá nó khóc ầm cả lên. Bằng tất cả sự căm hờn, Na lao lại túm lấy cổ áo của một tên gian nô ấn đuổi lại. Tên gian nô tuy to béo nhưng bị cú đẩy bất ngờ khiến cho ngã chồng quẹo trên mặt đất, miệng vẫn há hốc ra vì giật mình. Sẵn có mảnh sứ ở gần đó, Na chụp lấy giáng thẳng lên đầu của tên này khiến cho nó ngất xỉu,
máu bắn ra tràn hòa. Thế thằng Zano bị tấn công, mồi tránh hoảng sợ lùi lại. Tên Zano còn lại sẵn có cây gậy trong tay, cho nên nhả lưng của Na mà đập mạnh. Cú đập ấy với người thường chắc chắn sẽ gãy lưng. Thế nhưng đang trong lúc hận thù chết đống, Na quên cả đau vung lên cào xé. Hai người giằng co nhau đu đẩy, rồi áp vào nhau vật nhau. Con bé Mít kêu khóc lên om sòm. Kết cục sức của Na chẳng làm sao thắng được gã được Điền. Cô bị ngã đập ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn đến rớm máu và bất tỉnh nhân sự. Con bé Mít lúc này đang nín khóc. Thế chị của mình bị ăn đòn, nó quên cả sợ, nhào tới đỉnh cắn mộ tránh. Thế nhưng cái tát nảy lửa của tên Zano làm cho nó bổ ngửa ra sau với cảm giác đầu điếng. Con Mít lăn đành đành xuống đất và nó dãy rủa như là con gà phải nước nóng. Nhưng cú đập thẳng mặt của tên Zano làm con Mít bay mất một cây răng. Máu mồm mọc ra chăn hòa và cục lên thân của chị. Mộ tránh đang cơn thịnh nộ, bộ thằng tay giật lấy cái gậy gỗ trong tay của thằng Zano, toàn trừng phạt hai chị em Na. Thế nhưng ngay lập tức tên Zano cản lại. Bẩm bà, còn đánh nữa khéo chúng nó chết tươi. Mộ tránh hằn học nhìn rồi thét, gô cổ chúng nó về cho tao. Mày kiếp còn bố lao với bà, bà đánh cho chết đòn. Trở về nhà vợ chồng của Mộ tránh, hai chị em sau khi ăn thêm một trận đòn như tử thì bị bỏ đói 3 ngày và nhốt trong cái nhà kho sau vườn. Đến khi tưởng chừng sắp chết đói đến nơi, Mộ tránh lúc này mới cho người đem khoai sắn đến để cứu. Để ăn uống xong, Mộ lệnh cho Zano đem quần áo cũ xuống cho chị em của Nam mặc, sau đó mới phân chia công việc. Vì con nít còn bé, thành ra đầm mụ có cho nó làm những việc vặt trong nhà. Trong khi đó, Na theo đám Zano trong nhà làm chân cày cấy, giã gạo, gánh nước, quần quần suốt cả ngày. Hai chị em ngả lưng ở căn buồng nằm cách mé ao không xa. 3 năm đằng đẵng trôi qua quanh như một cái chớp mắt. Công trường ấy, năm hai chị em của Na đã có những thay đổi rõ rệt. Na đã trổ mã hoàn toàn, dáng dấp co quắp, tóc dài đến hâm, thân hình nảy nở với gương mặt vô cùng khả ái, dù cả ngày quần quật bắn mặt cho đất, bắn lưng cho trời. Đôi gò bồng đào căng phồng sau manh áo yếm, cặp mông tròn lằn hẳn lên sau manh váy đục, làm cho bất cứ trai làng nào đều nóng mắt khi vô tình nhìn thấy. Cho đến buổi sáng tinh mơ hôm ấy, gia đình của lão Chánh Binh có đám ma. Số là bà cụ thân sinh ra lão năm nay đã ngoài 8 tuần, mất sau một thời gian dài nằm bạo bệnh. Đám ma diễn ra với đủ nghi thức truyền thống, nhưng có một điều khác so với người làng. Ấy là cố quan tài không đem ra đồng chôn mà táng ngay ở hậu viên sau nhà. Sau nhà lão Chánh có một khoảng vườn rộng, cạnh đó là dãy nhà ngang để đám Zano ăn ngủ. Và tận cùng nơi cuối hậu viên có một mảnh đất rộng chừng 3 sào, là nơi mà gia đình của lão Chánh an táng tuyển nhân. Nghĩ rằng tư gia này đã có từ mấy đời, bên trong chôn cất 10 mấy ngôi mả. Nghĩ rằng nằm ở thế đất trũng, bao quanh là lũy tre già quanh nằm rủ bóng. 3 ngày quan sát trong nhà, có quan tài còn chưa được đem chôn. Vô tình lão Chánh có cuộc tao ngộ với một thầy phong thủy đến xin miếng cơm về lỡ độ đường. Sau khi khoản đãi thầy, lão Chánh mới đem việc bà cụ thân sinh mới mất để hỏi xem phần âm nhà mình có làm sao không. Thầy phong thủy hỏi han thật kỹ bát tự sinh thần, ngày giờ mất, rồi sau đó phán: bà cụ thân sinh ra ông mất vì dương thọ đã tận, ngoài 8 tuần cũng xem như là tận phúc. Có điều là ngoài huyệt mộ của bà cụ có nên đào sẵn thêm một cái mộ đất khác, sau này ắt có khi phải dùng tới. Mộ đất này không dùng để táng thê người trong nhà, mà là một kẻ ngoại tộc. Sau khi táng kẻ vào đó, ông phải dùng một cái lưỡi cày chôn lên trên mộ của nó, coi như vậy sau này mới không xảy ra sự lạ. Nói rồi thì phong thủy từ giã ra đi, bỏ lại lão Chánh với nét mặt ngơ ngác. Thêm một lúc trôi qua, lão Chánh Bân vẫn ngồi trầm ngâm suy ngẫm điều gì lung tung lắm. Dáng điệu và cả câu nói của ông thầy phong thủy này không phải là bật ra một cách tự nhiên. Vốn dĩ xưa nay những kiểu thầy đi du sơn ngoạn thủy như vậy thường kiệm lời và kỹ tính, đâu có thể dễ nói bừa ra một câu như vậy. Mà đã nói thì tất thầy sẽ trúng, mà đã trúng thì nhất định phải làm theo, tất sẽ có lúc dùng tới. Băng đi 100 ngày sau đám ma của bà cụ thân sinh, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra yên ổn, nếp sinh hoạt vẫn diễn ra thường ngày, và cái huyệt mộ trống rỗng sau nhà
vẫn đang nằm chờ chọi. Hôm ấy hai người vợ cả lên chùa cầu siêu cho mẹ chồng. Một chánh bân thì cùng với một thằng gia nô xuống huyện sắm xanh vải vóc, còn đám gia nô còn lại thì ra đồng làm việc. Trong nhà chỉ còn lão Chánh và một đứa ở lên 10 tên là Mẹo. Thời gian khi đó đang đổ về lúc chiều tà. Ngồi dậy sau giấc ngủ trưa, lão Chánh đờ đẫn ngồi dậy. Trong giấc mộng xuân tình vừa trải qua, lão Chánh mơ thấy mình đang ân ái cùng với Na. Sau cái lần vô tình thấy Na thay đồ trong gian nhà ngang, lão Chánh bắt đầu thấy dạo dực. Con ở nhà của lão độ này trổ mã quá, bộ mông tròn lằn, bầu ngực ngồn ngộn và gương mặt đang độ xuân sắc, làm cho lão nóng gan mình mẩy. Trầm tầm tiến ra nhà ngoài, lão Chánh lúc này hắng giọng gọi thằng gia nô. Mẹ ơi, lên đây ta bảo. Dạ bẩm ông dậy gì con. Bà cả bà hai mấy giờ về, còn bà ba nữa? Dạ bẩm hai bà lớn đêm nay sợ lại chùa làm lễ cầu siêu, còn bà ba chắc phải mai mới về. Lão Chánh liền ồ lên khe khẽ. Lão ngước nhìn cái tủ rượu để dưới bức tranh thủy mặc rồi gật gù. Mày chạy ra cánh đồng tây tìm con Na về đây cho ông, cứ bảo là nhà có việc gấp. Thằng Mèo thật thà vâng dạ đi ngay. Còn lại một mình lão Chánh vội bước khỏi sập, tiến đến tủ rượu thuốc và nhìn ngắm cái hũ sành màu đỏ. Bên trong cái hũ sành mới được mở nắp, chất rượu thủy lục ngâm đã lâu cho nên có màu lam biếc, có hơi hơi hương sen, hương nếp đồng đầm. Bình rượu này được làm rất kỳ công, nói không phải chiếc cả đồng này đây là bình duy nhất. Là Chánh bân vì ham mê sắc dục vô độ cho nên tuổi tuy còn trẻ, thế nhưng khả năng chăn gối chẳng khác gì lão già 70. Cũng may trong một lần tao ngộ với tay thầy thuốc người Tàu, được tay ấy chỉ cho cách ngâm rượu thủy lục. Thứ rượu này một khi uống vào một đi, tất khả năng ham muốn dâng cao như chảy 18. Và bí quyết trong việc tạo nên thứ rượu này chính là làm từ đỉa. Chính miệng của lão thầy Tàu đã bảo rằng giống đỉa thường cũng sẽ làm rượu thủy lục được, thế nhưng mà sức kích thì không bền. Muốn chứa đựng hẳn bệnh liệt dương do ăn chơi chắc táng, phải bắt được đỉa chúa. Đỉa chúa béo mầm như con trạch, có răng nanh và đặc biệt là có giác hoa ở trên lưng. Đỉa chúa nằm sâu ở dưới bùn, hàng ngày đợi đỉa thợ đi hút máu về dâng bồi cho. Chứ máu của bọn nông dân chân lấm tay bùn, đỉa chúa không thèm hút trực tiếp, bẩn giác hoa của ngài. Đợt lại mỗi khi đỉa thường dâng máu qua giác hoa, đỉa chúa sẽ truyền lại cho những con đỉa thường một thứ nhất quý. Nhà loại nhất này mà đỉa thường có bị chém làm trăm mảnh, chúng cũng lại biến thành trăm con đỉa khác. Đỉa chúa chỉ lên khi mà có mưa to bão lớn, lúc người thêm mùi máu ngọt thịt thơm. Bắt được đỉa chúa đem ngâm rượu với thứ rễ cây mọc nơi gò đống, đầm chiêm phơi khô, chỉ cần 37-21 ngày đem ra uống, công hiệu lập tức có. Có thể lập tức nhất dạ ngũ giao. Quay trở lại nửa khắc sau, khi nghe tin thằng Mẹo báo, Na vì trong lòng thấy lạ cho nên gặng hỏi. Ông gọi chị về làm gì vậy Mẹo? Thằng Mẹo lúc này tay bứt cọng cỏ gà. Dạ không, ông bảo em báo chị xong thì ra sân kho thu thóc cùng chị Thuấn và cái mít. Chị về ngay đi kẻo ông mắng. Na lật đật gột rửa đất cát ở chân tay rồi đi về. Về đến nhà thấy không khí vắng tanh. Na bước hẳn lại trong buồng trong thì thấy lão Chánh đang cười trần trùng trục, mắt đỏ phừng phừng. Vốn là một người đoan chính, Na vội quay đi. Dạ bẩm ông có gì sai con à? Thế lão Chánh từ từ tiến lại, Na toàn rời bước ra ngoài. Chợt lão Chánh nhào tới giật lấy tay Na, làm cho Na mất đà ngã chúi xuống. Cánh cửa gỗ sau lưng cũng rất nhanh bị cài then lại. Trong khi Na đang sừng sút ra mặt, lão Chánh ngước cặp mắt dâm đãng nhìn chòng chọc thân thể của Na. Na này, ngay từ giây phút diện kiến dung nhan của mày, ông đã đem lòng trộm yêu thầm nhớ, mà đến hôm nay mới có dịp thổ lộ riêng. Còn lại ông lần nằm vậy, ông không được làm cái chuyện thất đức. Na, mày đừng từ chối ông, chỉ ông một lần nha. Na xanh mặt để lão Chánh ra rồi thét lên, đốn mạt mà. Lão Chánh cười hành hạch rồi gầm lớn, đốn mạt, nhà mày chửi hay lắm, mày càng chống cự ông càng hứng thú, nào. Nó rồi như một con thú say mồi, lão Chánh lao vào xé luôn lớp áo vải trên người của Na. Liệu yếu lão tư làm sao chống đựng sức vóc của kẻ đang bị thuốc thủy lục làm cho mụ mị. Na cố hết sức để vùng lên cào cấu, miệng gào to lên nhưng vô lực. Một lát sau chỉ biết nằm im chảy hai dòng nước mắt,
mặc cho lão tránh giày xéo thân sắc của mình. Đau đớn và tủi nhục chưa bớt được phần nào khi tiếng gõ cửa dồn dập và dòng mụ tránh bênh gào lên ở ngoài cửa. Súc sinh, mau mở cửa. Lão tránh đứng hồn khoác vội tấm áo rồi nhanh chóng lao ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mụ tránh bênh mặt đỏ phừng phừng nhìn chầm, rồi lại thấy con nở nằm bệt ở trên giường cơ mảnh vải che thân, một xuôi máu rồi gầm lớn. Lũ súc sinh chúng mày, lời lúc tao vắng nhà làm cái cho đổi bãi. Đủ cho má khốn kiếp mà phải dốc xương chúng mày, quân mèo mà ga đồng, định làm ô uế nhà bà hả? Tôi là nó dụ tôi. Mở tránh bất biết đúng sai, bộ lao luôn vào trong phòng giật tóc của Na. Đang cần đến máu, một tiện tay tắt cho cô mấy cái bạt tai đến chảy cả máu mồm. Cái con đĩ thối thay, con đàn bà lăng loàn chết đâm chết chém, tổ sư nhà mày dám dụ chồng bà, bà cho mày chết. Cái thứ voi dày ngựa xéo nhà mày sống làm gì cho bẩn đất. Cái mối tiếng gầm lên là một cái tát cật lực giáng xuống. Na tóc tai rối bùi, mặt mày đỏ ửng khóc nghẹn. Bà ơi, oan cho con lắm. Mộ Tránh lại càng điên máu, một túm tóc kéo sành sạch cô ra khỏi giường, mặc cho Na trần truồng không mảnh vải che thân. Lão Tránh hoảng hốt níu tay của vợ rồi khẩn khoản bảo. Bà, hãy khoan đi. Cái việc này ngoài vợ chồng mình chưa ai hay. Bà định làm ầm lên để cho hàng xóm nó biết. Thế các nào lại ông tôi ở bụi này, vạch áo cho người ta xem lưng. Tôi đang ứng cử vào cái ghế quan, bây giờ bà làm vỡ lở ra, bà công sức đổ sông đổ bể. Mộ Tránh tay vẫn nắm tóc của Na, mụ rít lên qua kẽ răng. Mày còn tư tưởng đến chức quyền, mày không coi cái con già này ra gì phải không? Này thì chức quyền này. Mụ gầm lên rồi kinh như vậy và thẳng vào mặt của Na. Cái con đĩ thối thay, hôm nay bà phải giết mày, bà phải giết cái giống mèo má cả đông nha mày. Cứ vả thứ tám mạnh quá khiến cho tóc của Na đứt lìa, người văng ra đầu vật mạnh vào cạnh bàn. Máu ứa ra chăn hòa, chân tay co quắp, hai mắt mở trừng trừng và chết tươi tại trận. Một tiếng lại gần run rẩy đưa tay lên mũi của Na, rồi xanh mặt lại rồi lắp bắp. Chết, nó chết rồi. Hai vợ chồng còn lão tránh mặt mày tái dại cả đi. Việc này lỡ mà vỡ lở ra thì con đường cửa quan của lão nhất định tan tành. Sau cùng cả ngay bảo nhau đem xác của Na đi chôn. Cứ may hôm nay đám gia nô chưa về nhà, thành ra tội ác tày trời không bị ai phát hiện. Sừng nhớ ra cái huyệt nằm ở dưới cuối khuôn viên của nghĩa trang mà tay thể địa lý hôm nào đã phán, lão tránh bàn với vợ đem cái xác ra đó chôn cất ngay. Rất nhanh lão tránh giật cái mùng, hối thúc vợ của mình khiêng xác của Na đặt vào. Thế nhưng đang quấn cái xác thì đột nhiên ở ngoài sân có tiếng của ông Đồ Chí vang lên. Cổ Tránh có nhà không? Tôi sang A mời cổ gia đình họp việc cúng thành hoàng năm nay. Mới nghe chất giọng ồm bồm, lão Tránh và vợ tái cả mặt. Lão hoảng hốt bảo. Chết cha, cái thằng Đồ Chí lúc nào không sang, lại sang đúng vào cái lúc này. Nó là cái thằng tinh ý, cẩn thận kẻo lộ ra là chết. Nhanh đút vào nào gầm giường đi. Không đợi cho chồng dục lần thứ hai, Mộ Tránh cuống cuồng để xác của Na vào bên trong. Từ trong buồng bước ra với bộ dạng sộc sịch, người đẫm cả mồ hôi. Ông Đồ Chí thấy bộ dạng của lão Tránh vội xá một xá. À chết thật, tôi vô phép quá, quả đúng lúc à cụ đương ngủ. Lão Tránh không mời ông Đồ vào trong nhà. Lão đứng án ngữ ở giữa cửa rồi bảo. À thầy Đồ sang đây có phải không? Đứng đấy đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi đi ngay. Trở lại trong buồng, lão Tránh ghé sát của vợ thì thầm. Đám gia nô nó sắp về, hãy tạm gác cái việc phi tang xác của nó. Sau khi cho chúng nó ăn tối xong, bà lệnh cho chúng nó di rời kho thóc ở mé đông làng sang cái mé ở tây. Nhớ là phải điệu hết chúng nó đi. Từ ở đình về thì chôn nó ngay. Phải nhớ cái việc này tuyệt đối không được cho đứa nào hay, rõ chưa? Mộ Tránh lấm nét nhìn ra ngoài rồi gật đầu đồng ý. Y như kế hoạch đã được bàn, sau khi cho đám gia nô ăn vội vàng bữa cơm, Mộ Tránh thúc dùng tất cả di chuyển kho thóc. Còn lại một mình trong nhà với cái xác nằm ở dưới gầm giường. Mộ rầm rột đi đi lại lại ở ngoài hàng hiên, mắt dõi ra ngoài cầm để ngóng đợi tin trầm. Nghe oan hồn của Mít kể đến đây, đám mà đói mặt mày đứa nào đứa nấy đều căng ra. Hồn ma của cụ Thìn lúc này hỏi. Thế rồi làm sao mày chết? Còn Mít bần thần nhớ lại, đoạn tiếp tục kể.
Tối đó sau khi họp hành qua loa ở đình, lão Chánh vội vã về nhà, kể lại cái then cầm lão đi vội vào trong sân. Nhắc thấy bóng của chồng, Mùa Chánh sốt sắng đi vội ra. Lão Chánh ngó xuống dãy nhà ngang rồi vội hỏi: "Chúng nó đã đi hết chưa?" Mùa Chánh gật đầu rồi bảo: "Đi hết cả rồi." Lão Chánh lúc này vừa rảo bước vào trong nhà vừa nói: "Chuyện hết kho thóc đó có mà đến sáng mai, cơ mà đêm dài lắm mậm, mình phải chôn ngay, kẻo có đứa nào nó về thì bỏ mẹ." Bước hẳn vào bên trong, hai vợ chồng kéo cái xác bọc trong tấm mộng trắng ra. Máu huyết đã rỉ ra thấm đẫm một khoảng vài màn và khô cứng lại. Trong không khí sực lên một mùi tanh tanh. Ra ngoài cảnh giới thêm một lần nữa, thấy chung quanh yên ắng, hai vợ chồng ác nhân vội vàng bắt đầu kế hoạch. Mùa Chánh đi trước tay cầm theo hai cái xẻng cán dài, lão Chánh theo sau, trên lưng cõng theo tử thi bọc trong vải màn. Hai vợ chồng ráo rác nhìn chung quanh, không ai nói với ai tính nào, cứ như vậy đi rất vội. Xăm xăm đi thẳng đến huyệt mộ đất đào sẵn ở góc nghế địa của gia đình. Lão Chánh ném phình xuống cái xác rồi hỏi nhau lấp đất. Nhưng mà mới hất được chiếc xẻng đầu tiên, hai vợ chồng giật bắn mình khi thấy có mít lù lù đứng ở hàng rào hậu viên. Cái quyệt đất chỉ một hàng rào thấp. Còn mít đã thấy hết mọi việc. Từ vì sầm tối không thấy chị mình đâu, thế nóng ruột con mít quay lại nhà kiếm một lần nữa. Thế cầm cửa đóng kín, con mít đánh bạo mò vòng ra lối hậu viên, tính trèo tường vào trong nhà. Vô tình nó thấy cảnh này, con mít kinh hãi rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Thế sự việc vỡ lở, lão Chánh lúc này nghiến răng lao theo, sẵn có cái xẻng trong tay, lão đập con bé lăn quay. Đâm lao phải theo lao, lão Chánh vớ lấy cục đá rồi đè con mít xuống. Sau ba nhát đập cật lực, con mít chết tươi tại trận. Bên cạnh nơi con mít chết nát đầu là một cốc sông hoang lạnh. Lão Chánh nhẫn tâm đập luôn tử thi xuống rồi vội vã quay trở về nhà. Nhẫn tâm và lạnh lùng như đã giết một con gà con chó vậy. Sát hại con mít xong, sực nhớ ra lời tay của thầy Địa Lý nói năm nào, lão Chánh đi vội vào nhà kho, lấy ra một cái lưỡi cày rồi chôn lên trên mộ, cốt là để vong linh của Na không hiện về cõi dương trần. Kể đến đây, hồn ma của con nít ôm mặt khóc, tiếng khóc âm vang như đã thoát ra từ một chiếc chuông đồng, khiến cho đám cô hồn đứng chung quanh không khỏi xót xa. Một hồn ma cổ còn buộc nguyên sợi dây thòng lọng vội quát: "Láo quá thôi, cái thằng Chánh tổng này ở thất đức quá." Đám cô hồn đồng tình, một vong đàn bà tín đã an ủi hồn ma của bé mít mấy câu, rồi đàn quay sang hồn của cụ Thìn: "Bẩm cụ, xét ra thì chị gái con bé này chết khổ chết sở quá, cụ xem..." "Được rồi, nhân lúc tối trời chúng ta cùng sang nhà lão Chánh đó, để xem có cách nào đưa linh hồn cô Na thoát khỏi giam cầm. Điều tiên quyết là phải vào được nhà cây đã. Đất có thổ công, sông có hà ba, phải làm cách nào qua mặt được thổ công mới được." Vậy là trong đêm mở trăng, mười mấy hồn ma dẫn đầu là phong hồn con bé mít lướt đi trên đường làng. Đám chó mực nuôi trong nhà hình như cảm nhận được âm khí, cho nên chu lên từng tiếng ngân dài. Thế nhưng rất nhanh tiếng chu đó đã tan loãng vào đêm đen. Mười mấy oan hồn vẫn rồng rắn kéo nhau đi. Con trăng đã soi tỏ hơn, gió đêm vụn vụt như đồng hành cùng đám cô hồn đi phá thế yểm mộ. Đến căn nhà nam gian đổ sộ, hồn ma của bé mít đột nhiên run lên cầm cập. Đám cô hồn trấn an nó rồi cùng nín thở chờ đợi cụ Thìn. Phong linh của cụ Thìn dõi mắt vào bên trong, sau một lúc trầm tư rồi quay sang bảo: "Thổ công nhà mày đi vắng rồi, đúng là trời giúp ta. Thằng Mậu đâu? Mày nhanh chân nhất thử tiến vào trong xem thế nào." Mậu là một hồn ma mới ngoài đôi mươi, dáng dấp cao ráo, giờ còn sống vì bị sẩy chân xuống khe vực khi đi bẫy thú đêm. Phong hồn lang thang và nhập bọn trú ngụ ở miếu hoang đã 5 năm dầm. Nên nghe tiếng hồn ma của cụ Thìn ra lệnh, Mậu vâng dạ rồi đứt lại hướng cổng nhà lão chính. Mới tính đặt chân bước qua cổng, chợt hai luồng kim quang từ hai cánh cổng gỗ đánh thẳng vào hồn phách. Mậu thét lên ngã bật ngửa ra đằng sau, chạy thục mạng nhanh hơn cả khi còn sống. Năm cô hồn đứng đó thế vậy thì xanh mặt nép vào nhau, chạy ra đến nơi Mậu mếu máo rồi thuật lại: "Bẩm cụ, hai cánh cổng nhà nó có dán hai bức tranh trung quỷ, còn mới bước chân vào thì đã bị đánh cho gần chết." "Mày chết rồi thì còn sợ cái gì, cơ mà nếu có để đánh chúng qua 3 lần thì hồn siêu phách tán. Muốn vào nhà nó phải xé được cả hai cái bức tranh đó, bằng không..."
Nói đến đây thì hai mắt của hồn ma cụ Thìn chợt sáng lên. Cô liền thốt lên khẽ khẽ. Có rồi. Rồi theo hướng mắt của cụ, đám cô hồn thêm một lão nát rượu đang thất thểu đi trên đường làng. Hiểu ra ngay vấn đề, một hồn ma nữ vội lên tiếng. Cô để con xem thử. Lão này là người làng con, giờ còn sống hay qua nhà con uống trà. Chính lão ấy đã vớt xác thể bu con dạo cơn lũ năm nào. Xét ra thì lão ấy với con cũng hợp cung mệnh, có thể nhập hồn để mượn xác. Nói xong, oan hồn ma nữ lướt lại hướng về lão nát rượu. Về phần của lão nát rượu đang chân đâm đá chân chiêu lảo đảo trở về nhà, đột nhiên lão giật mình khi nghe tiếng chân của ai đó bám theo. Lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt, lão nghe tiếng khóc rưng rức cực kỳ thảm não. Tiếng khóc mang theo âm hưởng thoát tục, âm vang như vọng về từ cõi nào thầm thầm, khiến cho lão nát rượu cảm giác giận người. Hơi rượu cũng vì vậy mà bay đi quá nửa. Hoàng hốt quay lưng lại đằng sau, chẳng có gì ngoài con đường đất ngập trong ánh trăng. Lão nát rượu ráo rác nhìn chung quanh, chỉ có mấy bụi cỏ dại khét lay động vì gió và bụi tre đang oằn mình kêu lên cọt kẹt. Định thần lại, lão nát rượu buông một tiếng chửi thề rồi quay bước tiếp tục trở về nhà. Thế nhưng mới vừa quay lại, đột nhiên lão rú ầm cả lên, lăn đùng ra ngất xỉu. Đập vào mắt của lão là một khuôn mặt thối dữ với cái lưỡi thè ra đầy quái gở đang đứng lù lù trước mắt của mình. Nhân cơ hội đó, hồn mà nữ kia nhập xác luôn. Lão nát rượu lúc này mới ngã ngửa ra sau, đột nhiên bật đứng dậy. Kiểu đứng mà không cần phải co đầu gối, đứng đi siêu vẹo ban nãy dần đổi sang kiểu đi đứng cứng nhắc như là con rối gỗ bị giật dây. Cứ như vậy mà tiến thẳng đến cổng nhà lão Chánh. Đứng đối diện với hai cánh cổng gỗ, cánh tay gầy gò trong manh áo bạc màu chậm chậm đưa lên. Kỳ lạ là lần này không có luồng kim quang nào đánh xuống. Hai bức tranh dán lên lớp gỗ đã bị xé nát, cũng là lúc lão nát rượu lăn đồng ra vì hồn ma nữ đã thoát xác. Thế như vậy, đám cô hồn nhanh chóng lướt lại và biến mất sau hai cánh cổng. Tiến vào khoảng sân gành, con chó mực không giữ đang nằm ở hàng hiên. Thế hồn ma con mít lướt đi đầu, con chó ngóc đầu dậy, sợ mắt nhìn đăm đăm rồi sủa lên. Cả móng sắt cào dằn dặt xuống nền hiên thành những đường dài hẳn rõ. Lầm dọc sống lưng của con chó dựng đứng, nhớ dãi thòng lòng chảy tong tong xuống đất. Nhưng đang tính nhào ra cắn, chở con chó thêm mười mấy oan hồn với bộ dạng hung dữ lù lù hiện ra. Quá hoảng sợ, con mừng rên lên ư ử, cúp đuôi chạy thẳng ra đống rơm. Thoát cái, con chó lao vụn qua hàng rào, cắm đầu chạy trốn như thấy tử địch. Ở bên trong gian buồng, nghe tiếng kêu thống thiết của con chó, vợ chồng của lão Chánh Bân mở tròn mắt. Vội vàng ngồi dậy, lão Chánh Bân quay sang hỏi vợ. Có cái gì mà con chó nó chu ẩm thế hả mình? Mộ Chánh nằm sát vợ chồng nó âu rồi phỏng đoán. Hay là có trộm mình nhỉ? Đêm nay có mỗi thằng Thất nó ở lại canh nhà, có khi nào đám trộm cắp nó biết rồi nó lèn vào không? Khỏi cần nói, trong đầu của lão Chánh cũng đã thầm nghĩ đến việc này. Lão bước vội xuống giường, thủ thêm cây ba toan đang gác cạnh bàn. Mộ Chánh cũng bén gót bám theo chồng, tay cầm theo cây guốc mộc phòng thân. Cánh cửa chính hạ then rồi chậm chậm mở ra. Hai vợ chồng cẩn trọng dõi mắt ra ngoài. Khoảng sân gạch rộng thênh thang không có góc chết, lúc này đang ngập trong ánh trăng đêm. Đã mắt quan sát hết một lượt mà chẳng thấy bóng dáng của kẻ nào, Lão Chánh yên tâm tiến hẳn ra ngoài hàng hiên. Đúng lúc đó, một bàn tay khô cứng chụp lấy lão Chánh. Cái ba toan trong tờ diên đánh cạch xuống hàng hiên, cầu tiếng rú lên khe khẽ. Định thần lại, hóa ra là Thất, gã gia nô mà lão Chánh rất tin cẩn. Hoảng hốt buông cây côn nhị khúc và đỡ lấy chủ, Thất lúc này cuống cuồng rồi hỏi. Ông ơi, sao đêm hôm ông còn ra đây vậy hả? Con cứ tưởng là ăn trộm mò vào nhà mình. Lão Chánh bấy giờ bấu tay của thằng gia nô rồi đứng dậy, trong khi tim vẫn đập thình thịch vì kinh sợ. Chờ mấy giây sau khi hoàn hồn, lão lúc này mới gật đầu. Tao nghe tiếng chó sủa lớn quá, cho tao ra coi. Mày nhìn quanh nhà xem có cái thằng nào nó mò vào hay không. Thất vâng giả cắp theo cây côn nhị khúc rồi đi tuần quanh đất một vòng. Một lát sau thì hắn thưa bẩm, sau khi nghe gia nô nói rằng không phát hiện ra ai, vợ chồng của lão Chánh mới an tâm đi nằm. Lại cẩn thận dặn thằng Thất đêm hôm nhớ canh chừng cho cẩn thận.
Chồng bà chủ đi vào nhà thất cúng rảo bước trở về dãy nhà ngang để ngả lưng. Thế nhưng mà bước một chân qua bậc cửa, chỉ có tiếng mèo mả kêu vang trong đêm làm cho Thất cực lại. Tiếng kêu éo éo mới biến mất. Đột nhiên linh tính mách bảo Thất có ai đó đang đứng nhìn mình. Linh cảm ấy rất rõ ràng khiến cho Thất chợt cảm thấy rậm rột. Theo bản năng dõi mắt ra hướng vườn sau, qua khoảng vườn chơi trọi ngập trong ánh trăng vàng. Xa hơn là cái ao tù thả cá, và tận cùng là nghĩa trang của Tư gia. Cảnh vật đêm nay hoàn toàn im ắng, nếu không tính tiếng gió thì thật sự không hề có tiếng động nào phát ra. Tất cả cứ như im ắng như một cái hộp, chứa đựng bên trong hàng trăm hàng vạn điều kỳ bí. Thế nhưng trong thoáng chớp mắt, Thất chợt lặng người khi nghe có tiếng ai đó gọi tên của mình trong đêm. Rồi bản thân thông thạo mấy ngón gõ ra chuyện. Nhưng mà điểm yếu chí tử đó là Thất sợ ma. Gió bất chợt rít lên từng hồi, đưa tiếng gọi âm vang như một bàn tay vô hình luồn vào bóp nghẹt cuống phổi. Thất thấy buồn rùn cả chân tay, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cộng với đó là một cảm giác rợn rợn rất nhanh xâm chiếm đầu óc. Bản thân vốn là một người có tính cách mạnh mẽ, nhưng mà từ lúc sinh ra đã mang trong mình bát tự thuần âm. Đã không ít lần Thất thấy những thứ mà người thường không thích được. Và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Ngay khi cảm giác rùng mình dấy lên, Thất đã thấy một bóng trắng đứng thập thò sau dãy mộ bia và đang giơ tay vẫy mình. Cái bóng ấy lúc mở lúc tỏ, lúc ẩn lúc hiện, xen lẫn trong âm hưởng giận người đang bủa vây. Cả tiếng khóc ngằn ngặt vang lên, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, thống thiết và đầy bi ai. Chờ một tiếng phổ sộc tới sau gáy như hơi thở phả ra, đem theo luồng hơi lạnh toát. Thất đờ đẫn đánh rơi cây côn nhị khúc, lầm lối tiến vào nhà kho và lấy ra một cây đuốc. Đi thẳng qua đám cỏ dại mọc lan quanh mấy ngôi mộ, Thất tiến thẳng đến một khoảng đất cuối nghĩa trang. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng mấy chục ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải rộng theo khắp lối đi. Càng tiến vào cuối nghĩa trang Tư gia, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Từng luồng gió vùn vụt ập đến như là những bàn tay vô hình lần mò thân thể của Thất. Thất cứ như vậy như là người vô hồn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Bên trong gian nhà, vợ chồng quần lão chánh đêm diêm ngủ, cả hai không ai giờ này. Ở nơi góc nghĩa địa Tư gia, một thân ảnh đang chậm rãi bổ từng nhát cuốc. Thời gian như vừa ngừng lại, gió đêm cũng thôi rít gào, lũy tre bao quanh khu nghĩa địa cũng ngừng cọt kẹt. Tất cả cảnh vật như là cùng nín thở theo dõi hành động của Thất. Đường nửa khắc cây lưới cày đã được moi lên, bên dưới lỗ nguyện tanh bành, xác của Nan nằm bó chặt trong tấm vải màn. Cả tiếng khóc giấm dứt của rất đông người vang lên trong thinh không. Thất leo lên khỏi lỗ huyệt, lật đật bê cái lưới cày và đi thẳng lên hướng nhà trên. Quay trở lại với vợ chồng của lão Chánh Bân, mới chậm mắt ngủ chưa sâu giấc, lần thứ hai nghe tiếng động lạ. Lão Chánh Bân tiếp tục mở chừng mắt. Quay sang bên vợ thì mộ Chánh vẫn điềm nhiên ngủ say. Vậy như tiếng động như thở phì phò ấy từ đâu mà có. Cho rằng mình ngáy ngủ nghe nhầm, lão Chánh chờ mình nằm nghiêng, mắt rõ ra hướng cửa buồng và định tâm nghe ngóng để xác nhận thực hư. Không gian đêm nay hoàn toàn im ắng, lòng dạ của lão Chánh cũng chẳng hiểu vì sao mà bồn chồn như chứa cục than đỏ. Nằm một mình thấy buồn, lão Chánh lại ngồi dậy tính ra ngoài uống chén nước. Thế nhưng vừa nhổm người dậy, còn chưa kịp sổ guốc thì lão chợt giật mình khi mà thoáng thấy có bóng người đứt nhanh qua cửa sổ hướng ra sân trước. Theo hướng đi ấy thì đích thị là tiến xuống nhà ngang, nơi đám gia nô trong nhà ăn ở. Cộng với bóng người đi sượt qua ấy có cả một tiếng động ken két rất lạ lẫm. Lão Chánh khựng lại theo bản năng. Trong một phần vạn giây khi mà thanh âm ấy lọt vào tai, lão khẳng định đó hoàn toàn không phải là tiếng kèn hay là tiếng trống ngũ liên. Nếu để nói đó là tiếng gió cào vào tường nhà cũng không phải. Tiếng động ấy lão dám chắc đó là tiếng của một vật nặng đang bị kéo lê trên nền nhà. Nín thở lắng tai nghe, tiếng động ấy chợt biến mất. Lão Chánh thở mạnh một hơi rồi lẩm bẩm: chẳng lẽ thằng Thất nó còn đi tuần quanh nhà sao hả? Để cho chắc ăn, lão Chánh đánh bảo tiến lại hé cửa sổ, xoay mắt nhìn ra ngoài quan sát. Thời gian lúc này đã đổ về giữa giờ Hợi, nhằm 10 giờ tối. Không còn ngôi nhà nào sáng đèn dầu.
Làng Nhầm Hà này phần đông đều là dân cùng đinh áo vải, cả ngày quần quật làm việc nặng cho nên ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Còn chẳng lẫn trong tầng mây đen tám phần, bến khoảng sân trước chìm trong ngâm ngầm một màu đen thần bí. Lão Chánh giỏng tay nghe, lão vẫn nghe thấy tiếng gió. Cơn gió không mang lại cái lạnh nhưng mà xuyên thấu ra thịt. Nhưng mà có một điều làm lão Chánh thấy lạ, vào lúc trời bắt đầu trở khuya như vậy, tối thiểu cũng phải nghe thấy chút âm thanh. Hãy như gió thổi mạnh hơn nhưng chẳng có tiếng động nào khác. Thứ rơi vào lỗ tai lão là một âm thanh sâu hút, hệt như được vọng ra từ chiếc vỏ ốc. Khung cảnh trước mắt của lão Chánh vẫn đơn chức như vậy, không có lấy một dấu chân người mà chỉ có tiếng gió thổi. Đám đá tre ngoài cổng đang bị hút vào cơn gió, xoay thành những vòng lốc nhỏ. Lão thấy cả một đám giấy tiền âm phủ cuộn vào trong sân nhà mình theo vòng gió. Do vậy thẳm sâu trong thâm tâm lão Chánh vẫn cảm thấy khá rậm rột. Đánh bảo mở hé cánh cửa chính, lão đi vội xuống dãy nhà ngang. Tại gian nhà ngang đang lập lòe ánh đèn dầu tù mù, lão thấy thằng Thất đang nằm co ro trên tấm phản gỗ, mặt quay vào trong tường, lưng quay ra ngoài. Lão Chánh tiến lại giữa cây ba tong rồi đập dập lên bắp tay của Thất. Lão hỏi vội trong khi hai mắt còn hướng ra ngoài cảnh giới. Thất này, dậy thơ bảo, có phải lúc nãy mày đi tuần quanh nhà không? Nghe tiếng gọi của chủ, Thất ú ớ choàng tỉnh. Thất ngồi dậy nhưng trên gương mặt còn uể oải của một người thiếu ngủ. Các ngồi dựa tường ngửa cổ lên trần, mái tóc chưa chải có vài sợi chồng lên. Dạ bẩm ông không có, còn mới ngủ chưa lâu sao mà đi tuần quanh nhà được chứ? Lão Chánh quay lại cũng là lúc Thất vươn vai ngáp dài. Đôi mắt của Thất nặng trĩu, hai khối thâm quầng ở hai bên mắt đang ngày một lan rộng. Này, thế có phải lúc nãy mày đi tuần quanh nhà không? Lão Chánh lặp lại câu hỏi. Trần lão Chánh bỏ dở câu nói, mắt của lão đăm đăm nhìn vào bàn chân người gia nô. Thoáng trong giây phút nào đó lão chợt chết lặng khi mà thấy bàn chân của Thất dính bết một màu vàng cam. Thứ đất này chỉ có ở khu nghĩa địa Tư Gia sau nhà. Trong khi lão Chánh còn đang ú ớ ra mặt, chợt Thất ngó chừng chừng vào góc nhà bằng một giọng ngạc nhiên. Thất sửng sốt, lạ nhỉ, rõ ràng cây cày này mình đem bỏ ở nhà kho, sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Lão Chánh đứng hồn quay ngoắt lại đằng sau, quánh đèn dầu mù mờ, lão thất kinh khi nhận ra đó là cây cày lão đã dùng để yểm mộ của Na. Lão Chánh hoảng hốt giật lùi lại, vô tình ngã ngồi xuống giường, cộng với tâm trạng hoảng sợ đang dâng lên, lão chợt nghe tiếng răng rắc như đợt tiếng xương gãy vang lên ở bên tai. Bằng một động tác rất chậm rãi, lão khiếp đảm quay sang nhìn. Bên cạnh lão thân thể vẫn là của người gia nô trung thành, thế nhưng gương mặt đang vặn vẹo biến đổi, đôi mắt dần chuyển sang một màu đen ngòm, cái lưỡi trong miệng thè ra tím thâm, cùng với bảy dòng máu không ngừng rỉ ra từ thất khiếu. Một cái trong chớp mắt, gương mặt của Thất lúc này hóa thành gương mặt của Na, vì biểu cảm vô hồn không còn sinh khí. Trong giây phút đó lão Chánh chỉ biết chết chân tại chỗ. Chân tay của lão cứng như là đeo đá hàng tấn. Gương mặt của người chết mang theo một nét vô cảm đáng sợ. Nàng ngồi đó ngoái mặt nhìn lão như thoát tục. Mặt của nàng trắng toát, đôi mắt trừng trừng, khiến chỉ vài giây sau lão Chánh há hốc miệng. Và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người của lão, khiến cho lão trở nên đờ đẫn. Lão Chánh khép lại cánh cửa nhà ngang, lảo đảo đi nhanh ra nhà kho, rồi thất thểu tiến ra nghĩa địa. Tay lăm lăm cái xẻng dài, lão bước qua hàng loạt mộ bia, vừa đi vừa cười hình hịch. Nếu một khoảng đất ẩm thấp, lão lúc này cắm phẩm chiếc xẻng xuống, hùng hục mà đào. Chẳng mấy chốc đã hình thành đến một huyệt mộ. Đúng lúc đó một luồng sét chói lòa đánh xuống, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Luồng sét đánh trúng lão Chánh, khiến cho lão cháy đen cả người, chết ngay tại chỗ. Về phần của Mộ Chánh đang thiếp đi trong giấc ngủ vùi, bị tiếng sét lớn quá làm cho mộ giật mình. Cộng với đó chợt một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm cho hai cánh cửa sổ mở tung. Luồng âm phong đó khiến cho ngọn đèn dầu đặt ở cái bàn gỗ cạnh giường vụt tắt. Mộ Chánh choàng tỉnh dùng mình với lấy cây chăn mỏng trùm lên, nhưng mà toàn thân của mộ run lên bần bật. Giật mình ngó sang, mộ không thích chồng của mình đâu. Mộ ngóc đầu dày toan đưa tay khép lại cánh cửa sổ. Đúng lúc đó mộ trần kêu thét lên,
vì thấy mười mấy cái bóng vật vờ đứng trong khoảng vườn. Giờ con trăng đã khuất dần sau màn đêm mây đen, khoảng vườn cũng đã tương đối tối. Thế nhưng có chồng mù mắt mụ vẫn nhận ra một trong số đó là hai chị em của Na. Mụ bật khỏi giường, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng vườn sau. Thế nhưng mười mấy cái bóng đã biến mất. Thế là mụ đánh bảo tiến lại gần cửa sổ, dõi mắt để quan sát. Đúng lúc đó mười mấy cái bóng đó lại hiện ra. Ghê sợ hơn nữa là mười mấy bóng ma đó đứng gần ngay cửa sổ. Mười mấy bóng ma đứng chen chúc, kẻ còn nguyên dây thừng buộc cổ, kẻ nát bét nửa khuôn mặt. Lại có đứa bé còn nguyên dây rốn ngồi trên cổ của một người đàn ông có một gương mặt già nua. Hãi hùng nhất là mụ nhận ra hai chị em của Na và Mít đang đứng đối diện mụ. Mụ tránh ngã ngửa ra đằng sau, vừa hét vừa lồm cồm bỏ giật lùi ra ngoài cửa. Ra đến sân, mụ cắm đầu bỏ chạy ra hướng cầm. Thế nhưng mới bước qua bậc cửa, mụ cảm thấy cẳng chân của mình như bị mấy cánh tay níu lấy. Mụ tránh mất đà ngã xuống. Trong một phần vạn giây trước khi cảm giác đau đớn dập lên, mụ đã thấy nó. Cái lưỡi cày vợ chồng của mụ dùng để yểm xác Na nên đã nằm lù lù ở trước mặt. Lưỡi cày hướng lên trên, cần cổ của mụ phập vào cái lưỡi cày bén nhọn. Đầu lâu rụng ra là lồng lốc trên sân, máu tươi phun ra thành một tràng dài ướt đẫm. Ngay trong đêm khi nghe tiếng nghét thất thanh của thằng Thất, sân trong làng ùn ùn kéo nhau sang. Thảo cảnh lúc ấy mới bày ra, đám dân làng vì căm phẫn vợ chồng thằng ác ôn này đã lâu, cho nên chẳng ai buồn rầu, thậm chí có kẻ còn hả hê ra mặt. Bắn đi ba ngày sau, gia đình của ông Bá hộ tứ trong làng này đón tin vui. Gia đình của ông Bá là một gia đình nhân hậu, giàu sang và nổi tiếng hiền lương. Sau 10 năm cưới nhau, may mắn sau đêm nay bà Bá hạ sinh, mà lại là hạ sinh hai người con gái. Bồng bế hai đứa con gái trên tay, ông Bá sực nhớ đến giấc mộng mới trải qua ba ngày trước. Trong giấc mộng ấy, ông Bá thấy hai chị em gái dắt tay nhau đến vái lại ông. Người chị độ ngoài 20, mặt mũi xinh đẹp, dáng đi thanh thoát. Người em thì độ tầm 12, dáng dấp gầy gò nhưng ánh mắt rất sáng. Hai chị em xin đừng đầu thân làm con của ông, lại nhờ ông đến làng Yên Hạ bỏ tiền cất lại cái miếu thờ âm nằm ngay cạnh gốc cây bồ đề. Ông Bá nhìn ngắm hai người con song sinh rồi cứ nghĩ mãi về giấc mộng ấy. Ngày sáng hôm sau, ông Bá cùng em trai của mình là chánh tổng làng Yên Hạ bảo nhau thực hiện lời báo mộng hôm nào. Cái miếu thờ âm nơi mà mười mấy vong hồn trú ngụ này cũng đã được xây cất bể thế hơn, hương lửa cũng quanh năm nồng đậm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.